Sáng ngày 14 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xử sơ thẩm vụ án phóng hỏa đốt phòng trọ tại quận Bình Tân, khiến 3 người tử vong và 1 xe máy bị hư hại. Viện kiểm sát truy tố bị cáo Phan Văn Quang về 2 tội giết người và hủy hoại tài sản. Khoảng 7 giờ 30, bị cáo Phan Văn Quang bị áp giải tới phiên tòa. Người nhà nạn nhân cũng có mặt từ sớm và mang theo di ảnh của bị hại tới tòa. Theo cáo trạng, khoảng tháng 4 năm 2019, bị cáo Quang và chị D có quen biết và nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, quen được hơn 1 năm, hai người phát sinh nhiều mâu thuẫn. Chị D hay chửi bới và tỏ thái độ xa lánh nên Quang nghĩ chị D đã quen người khác. Vào tối 11 tháng 6 năm 2020, Quang chở trái cây đến phòng trọ giao cho chị D rồi ra chợ Bình Điền. Đến khuya, Quang quay lại thì bị chị D chửi, dùng ghế đánh nên Quang bỏ đi. Tuy nhiên, sau đó Quang quay lại thì thấy nhà chị D đã đóng cửa do ghen tuông và bực tức khi chị D nhiều lần chửi bới. Quang đã dùng 3 lít xăng chứa trong can nhựa đổ vào nhà chị D, sau đó lấy bùn chặn xung quanh cửa rồi châm lửa đốt. Lúc này trong nhà có chị D cùng hai người cháu, vụ cháy đã làm cả 3 nạn nhân tử vong, một xe máy cháy rụi. Sau khi gây án, Quang bỏ trốn nhiều nơi, đến ngày 14 tháng 6 năm 2020 bị bắt tại huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.